Rồi, thế thì xuất phát từ cái chỗ là quan điểm của điều trị bệnh của y học cổ truyền là gì ạ? Bệnh tật phát sinh trong quá trình mất cân bằng về âm dương. Vậy thì mình chỉ cần tìm là gì ạ? Mình đấy thì là cái nguyên tắc điều trị của y học cổ truyền rồi anh Chiến ạ. Nguyên tắc điều trị của y học cổ truyền rồi. Em thưa cô với này em thưa cô cho em nói một câu được không ạ? Vì đây là vâng đây là giờ giải lao cho nên là cũng chỉ là bình luận một chút thôi nhưng mà mình cũng có ý kiến với chị Yến bật camera lên đi. Vâng, đây là giờ giải lao rồi cô trò mình nói chuyện một chút cá nhân một tí thôi nhưng mà cũng không phải là cũng tập thể các bạn đấy, bạn nào nghe thì thôi cũng bỏ qua cho mình. Nhưng mà mình có ý kiến với bạn Chiến một chút này. Mình đang làm một học trò, mình đang đi học các thầy cô thì dẫu sao mình cũng phải cái cách tranh luận của bạn ấy thì mình cũng lên góp ý với bạn Chiến một chút, dù là bạn Chiến mình chưa được gặp thì kia không phải bạn tranh luận nhưng bạn tranh luận với góc độ bạn là trò và cô là thầy. Mình chỉ biết như thế thôi nhá. Không phải là bệnh cô, nặng. Cô thoải mái mà chị ấy. Không, cô thoải mái cô là thoải việc mái của cô. mà. Cô có Em chuyện gì? biết, em biết là Đây cô là thoải mái nhưng mà cô nói em ngay hiểu. từ đầu mà. Em hiểu, đi học là phải có cái Cô quan nói điểm. ngay từ đầu. Rồi, xin phép ngắt lời chị Yến một chút này. Dạ. Cô nói với các anh chị ngay từ đầu là cô lên lớp nhưng mà cô muốn là các anh chị trao đổi. Em các hiểu. kiến thức, thức cũ mà các anh chị đã học. Thứ hai nữa là cô muốn trao đổi với các anh chị về các kiến Em thức